Đồng hồ Đức Duy xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của Văn Đức Duy đồng hồ cổ. Trong phim video ngày hôm nay em lên 20 mẫu. 20 mẫu trong ngày hôm nay toàn là những chiếc đồng hồ mang giá trị sưu tầm cao các bác nhé. Tất cả những chiếc đồng hồ ngày hôm nay đều là những chiếc đồng hồ có tuổi đời lên đến hơn 70 năm cho đến 80 năm các bác nhé. Tất cả bọc vàng. E-lock cũng có, bọc vàng cũng có, một quân đội cũng có các bác nhé. Thì hôm nay em lên 20 mẫu. Các bác có thể nhìn thấy trước mặt đây, toàn là những chiếc đồng hồ với form tanh, mặt đính ruby và các kiểu luôn các bác nhá. Rất là nhiều chiếc sưu tầm đấy, thì em xin phép lên mã đầu tiên. Các bác đỡ phải chờ đợi lâu nhá. Mã đầu tiên, xin giới thiệu tất cả các bác, em lên một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Citizen Master. Chiếc đồng hồ Citizen Master đến từ Nhật các bác nhá. Đó. Vỏ thép inox này. Size mặt là 35. Sai mặt là sẽ là 30 năm các bác nhá. Vỏ thép inox chạy bộ máy cọt tay. Hàng Nhật nội địa sản xuất năm thập niên 197X các bác nhá. Citizen Master cho một chiếc đồng hồ đến từ Nhật. Sai mặt là 30 năm. Mã số 1, em đang giao lưu với giá là mã mở hàng. Em đang giao lưu với giá là 1 triệu cho tất cả các bác cùng chơi. Một triệu lên giúp em với mã số 1 nhé các bác nhé. Độ mới còn rất là mới các bạn. Độ mới rất cao. Đó. Độ mới rất cao với mã số 1, 1 triệu. Tiếp tục em lên một chiếc mã số 2. Mã số 2 là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Engin các bạn nhá. Một chiếc đồng hồ Engin rất là mỏng đẹp. Đó. Mỏng đẹp các bạn nhá. Size mặt sẽ là size 33. Size mặt là 33 các bạn nhá. Size mặt là 33. Vỏ thép inox này, lố nguyên zin này, mặt màu này là màu ghi các bác nhé, màu ghi, mặt màu ghi các bác ạ, màu ghi xám đấy ạ. Chạy bộ máy cót tay 2 kim đến từ Thụy Sĩ. Thì chiếc này em đang giao lưu với mã số 2, 1.300.000 thôi, 1.300.000 nhá, 1.300.000, Engin với mã số 2, 1.300.000. Mặt rất là bắt sáng các bác ạ. Con tay 2 kim các bác có thể nhìn thấy bộ kim rất là mỏng manh, rất là đẹp, rất là tinh tế các bác nhá. Chỉ có 1.300.000 các bác có ngay một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Con tay em lại tiếp tục một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nữa, là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Farfetch các bác nhá. Farfetch đấy ạ, nó Farfetch. Chạy bộ máy cót tay các bác có thể để ý đây, các cọc số 3, 9, 12 được đính 3 viên đá thiên nhiên các bác nhá. Được đính 3 viên đá thiên nhiên rất là đẹp và độc. Chiếc này cũng là một chiếc đồng hồ đáng sưu tầm, cũng là một chiếc đồng hồ cơ cổ có size mặt là 33. Chạy bộ máy cót tay Thụy Sĩ kết hợp các cọc số chặn 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cót tay 17G mặt trắng chảy tia. Cọc số được đính 3 viên đá. Đó. Vỏ mạ chrome đáy thép inox. Dây của nguyên của tay luôn các bác nhá. Dây nguyên tay luôn đấy ạ. Thì chiếc này em đang giao lưu với giá là 1.600.000. 1.600.000 cho một chiếc đồng hồ sưu tầm, một chiếc đồng hồ mặt đính đá rất hiếm, đá xưa các bác nhá. 1.600.000. Một triệu sáu mã số 3. Một chiếc đồng hồ sưu tầm đến từ Thụy Sĩ,
1.600.000 lên giúp em mã số 3 nhé. Tiếp theo em lên chiếc mã số 4. Mã số 4 bắt đầu chuyển sang những chiếc đồng hồ mang tính chất siêu tầm cao. Một chiếc đồng hồ Clinton. Đó, một chiếc đồng hồ Clinton có tuổi đời lên đến 85 rồi. Các bác có thể nhìn thấy đây, chân càng rất là độc, đẹp, điệu. Vỏ bọc vàng, đáy thép inox các bác nhá. Các bác có thể nhìn chân càng rất là hoa văn, rất là đẹp, rất là điệu đà. Một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ, có size ngang là 22, chưa loa lúm. Size dọc sẽ là size 36 nhá. Size dọc sẽ là size 36 cho chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Đó. Clinton. Chạy bộ máy cót tay. Kim rốn. Chân càng độc, chân càng điệu, vỏ bọc vàng, đáy thép inox kết hợp được một bộ dây chụt. Nó đang chạy rất là chuẩn giờ nhá. Đang chạy rất là chuẩn giờ đấy ạ. Lên cho em mã số 4. Em đang giao lưu với giá là 1.600.000. 1.600.000 cho một chiếc đồng hồ siêu tầm. Một chiếc đồng hồ vintage, một chiếc đồng hồ cơ cổ. Sản xuất năm thập niên 193X đến 194X con nhá. Đó, chân càng rất là độc đẹp. Phải nói là cái độ thiết kế của người xưa cách đây 70-80 năm rất là tinh tế các bác nhá. Rất là có hồn luôn. 1.600.000 mà thôi. Lên cho em mã số 4. Tiếp tục có em chiếc mã số 5. Lại làm chiếc đồng hồ siêu tầm nữa mang thương hiệu Bulova các bác nhá. Các bác để kim giờ kim rốn vẫn đang chạy này. Một chiếc đồng hồ Bulova với size rất là to. Chiếc này size to hơn chiếc trước, chiếc này có size mặt size ngang sẽ là 26 nhá. 26 chưa đo lúm đâu ạ. Tiếp tục cho quả size là 36. 26 x 36, 36 chưa 36 đo cả càng nhá. Lúm nguyên zin, vỏ bọc vàng, đáy thép inox. Tiếp tục có một chiếc đồng hồ kim rốn, một chiếc đồng hồ ghép bộ dây cũng bọc vàng luôn. Đây là dây bọc vàng nhá, của Mỹ luôn đấy ạ. Size mặt là 26 x 26. Bulova tiếp tục chọn chiếc đồng hồ có thiết kế hoa văn rất là độc đẹp. Dây chun các bạn nhé. Bulova mặt đồng hồ cát, các bạn có thể nhìn thấy đây. Kính này, kính đá nguyên zin các bác này, kính nguyên zin xưa luôn nhá. Mặt vân đồng hồ cát các cọc số học trò lồi. Chiếc này em đang giao lưu với giá là 2 triệu. 2 triệu lên giúp em với mã số 5 nhá. Mã số 5 2 triệu trong chiếc đồng hồ Bulova siêu tập. Bọc vàng size to. Mã số 5 2 triệu. Tiếp tục em làm chiếc mã số 6 là một chiếc đồng hồ Buren. Một chiếc đồng hồ Buren. Đó, Buren lại là một chiếc đồng hồ cơ cổ nữa. Chiếc này cũng rất là độc đẹp điệu. Đẹp đây mang tính chất là đẹp vintage các bác nhá, đẹp cơ cổ đấy ạ. Đúng chất cơ cổ nhá. Chiếc này có size mặt là size ngang là 26 này. Size ngang là 26, size dọc cả càng sẽ là size 33. 26 nhưng là 33. Có tay, kim rốn, kim xanh thép lùng. Vỏ bọc vàng, đáy thép inox còn nguyên giấy bên tây này. Chiếc này. Đó, em vỏ bọc vàng còn ok đấy ạ, nhưng em ghép được một bộ dây họ ghép một bộ dây này thì là đã phai vàng rồi thì nhìn sẽ không được bắt sáng. Các bác thích sẽ thay dây ra cho tất cả các bác nhá. Thì chiếc này em đang giao lưu với giá là 1.200.000. 1.200.000. 1.200.000 lên giúp em mã số 6 nhá. 1.200.000 mã số 6. Buren. Một thương hiệu cực cổ đấy ạ. Đang chạy các bác nhá, đang chạy bình thường. 1.200.000 mã số 6. Tiếp tục anh em chiếc mã số 7. Mã số 7 là chiếc đồng hồ Orvin các bác nhá. Chiếc đồng hồ Orvin đến từ Thụy Sĩ. Đó. Chiếc này thì có size mặt là 35. Size mặt là 35 thì chiếc này là sẽ đo cả lúm bởi vì nó sẽ là lúm ẩn nhá. Các bác có thể thấy đây, lúm ẩn nó sẽ toát lên một đường cong này. Đó, lúm ẩn đúng bằng cái liềng này. Đúng bằng cái vỏ luôn các bác nhá.
Sa mạc là 35 vỏ bọc vàng. Lại làm chiếc đồng hồ có sợi dây bọc vàng tiếp theo. Dây là 6 rồi các anh nhá. Các bác thích dây dạng được hay các bác thích để nguyên mộc mạc lại cũng được. Đó, Orvin sa 35 vỏ bọc vàng. Chân càng cũng khá là điệu, nó có độ tách ra nhá. Orvin với mã số 7. Mã số 7 em đang giao lưu với giá là 2 triệu tất cả các bác cùng chơi. 2 triệu nhá. 2 triệu cho chiếc đồng hồ. Kính dạng em sẽ thay kính tất cả các bác này. Em sẽ thay kính mới cho tất cả các bác. Các bác thích đổi dây ra, đổi ra cho tất cả các bác nhá. Mặt trắng chảy tia có tay 21G. Orvin Thụy Sĩ. Kính dạng em sẽ thay kính cho tất cả các bác này. Kính này kính nguyên zin, các bác thích để nguyên zin cũng được. Kính zin thì nó sẽ có độ cứng nhất định nhá. Các bác nhá, sẽ độ cứng nhất định. Hai triệu lên xem mã số 7. Tiếp theo lên chiếc mã số 8. Mã số 8 là một chiếc đồng hồ gì đấy? Một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ mang thương hiệu Zadena. Lại làm chiếc đồng hồ có tay 21G. Đó, chiếc này có size mặt là 34. À, size mặt là 33 các bác nhá. Size mặt chuẩn 33 vỏ bọc vàng. Đấy, thép inox. Vỏ bọc vàng chiếc này còn rất là đẹp các bác ạ. Zadena đến từ Thụy Sĩ. Tiếp tục sẽ ghép dây tất cả các bác này. Với mã số 8 em đang giao lưu với giá là 2 triệu tiếp theo. 2 triệu lên cho em mã số 8 nhé. Hai triệu mã số 8, các cọc số mũi tên. Hai triệu mã số tám nhé. 2 triệu mã số 8, cọc số mũi tên sẽ ghép dây tất cả các bác này. Tiếp tục anh em chiếc mã số 9 nhé. Mã số 9 làm chiếc đồng hồ tiếp theo, lại làm chiếc đồng hồ kịch độc coi nhá. Làm chiếc đồng hồ mang thương hiệu Zenith các bạn. Zenith các bạn nhá. Zenith đó. Chạy bộ máy có tay kim rốn, vỏ bọc vàng hồng. Em kết hợp một bộ dây cũng bọc vàng hồng luôn các bạn nhá. Đó, một bộ dây bọc vàng hồng luôn. Ngoài ra mặt được đính các viên đá ruby xưa cũng như là các viên đá xưa lấp lánh ánh rất là đẹp, rất là cổ điển. Chiếc này có size ngang sẽ là size 22, size dọc cả càng sẽ là size 33 nhé. 22 x 33. Một chiếc đồng hồ siêu tầm rất là đẹp, độc. Vỏ bọc vàng hồng, có độ mòn theo năm tháng, mòn theo thời gian. Nó lên đến cả tuổi đời lên đến 90 năm. Chiếc này thì rất là cổ các bác nhá. Các bác nhìn bộ dây xương cá rất là đẹp. Lên giúp em với mã số 9, em đang giao lưu với giá là 1.500.000. Mã số 9 1.500.000 cho một chiếc đồng hồ siêu tầm. Mặt đính đá phong thủy, mặt đính đá xưa. Đá này đá xưa người ta hay gọi là những chiếc đồng hồ, những chiếc đá ruby non đấy ạ. 1.500.000 bọc vàng hồng cho tất cả những bác nào tay nhỏ qua nhá. Dành cho tất cả các bác nào tay nhỏ hoặc là các bác là tay to thích chơi chiếc đồng hồ cơ cổ thì không thể bỏ lỡ chiếc này được. Đó, 1.500.000. Tiếp tục anh em chiếc mã số 10. Mã số 10 là chiếc đồng hồ Hembros đến từ Đức các bác nhé. Một chiếc đồng hồ Hembros đến từ Đức có size mặt là 35. Size mặt là 34,5. Vỏ bọc vàng, đáy thép inox.
mặt trắng chảy tia, có một ô cửa lịch góc 3 giờ. Seo Gooding là một bộ máy tự động có hỗ trợ cót tay các bác nhé. Gemali ở góc 6 giờ đây. Một chiếc đồng hồ đến từ của Đức. Hembrot thì sẽ có 3 hãng, có 3 nước sản xuất rất là nhiều, là nước Pháp và nước Đức và Thụy Sĩ các bác nhé. Đó. Mã số 10 em đang giao lưu với giá là 2.800.000. 2.800.000. Lên giúp em mã số 10 nhá. Hembrot đến từ Đức. Cơ auto. Mặt trắng chảy tia, vỏ bọc vàng còn rất là đẹp, chưa có dấu hiệu mòn hay bong chóc gì đâu nhá. Các bác chỉ cần về lau đi rất là đẹp rồi. Đó. Hàng nội địa Đức thì các bác đều yên tâm, riêng bộ máy của Đức thì phải gọi là cực kỳ bền rồi. Thụy Sĩ là cái lô sản xuất ra những chiếc đồng hồ đắt đỏ, sản xuất ra có những chiếc đồng hồ có cũng có tuổi đời rất là lâu năm. Nhưng mà Đức sẽ là những chiếc đồng hồ có độ bền rất là bền. Hai triệu tám trăm nghìn lên giao về mã số 10. Tiếp tục có em chiếc mã số 11. Mã số 11 làm chiếc đồng hồ siêu kịch độc, làm chiếc đồng hồ độc dị lạ đó. Các bác có thể nhìn thấy đây. Độc ở đây là các bác có thể nhìn thấy các cọc số này. Một chiếc đồng hồ mang tính chất là thời khóa biểu các bác nhá, hay các bác là thời gian biểu, và đúng hơn là sẽ là thời gian biểu. Các bác có thể nhìn thấy góc 12 giờ sẽ là một ký hiệu của một công việc liên quan đến Comba và Eke. Cũng giống như là liên quan đến kiến trúc sư chẳng hạn hay đấy. Còn góc số 1 sẽ là hình cái chổi, em nghĩ là hình cái chổi, chổi quét sơn đấy. Hình số 3 sẽ là cái gì đây, là Comba này, quyển sách này, 6 giờ đọc sách này. Đó đây, các bác tự khám phá giúp em nhé. Đây là một chiếc đồng hồ thời gian biểu, một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ, có tay, có size mặt là 34. Size mặt là 34, vỏ bọc vàng, đáy thép inox, kết hợp một bộ dây chuông cũng bọc vàng rất là đẹp cho chiếc đồng hồ Thụy Sĩ độc dị lạ, chân càng cũng khá là điệu. Đồng hồ thời gian biểu đó. Thời khóa biểu, thời gian biểu, giờ nào làm việc đó nhé các bác nhá. Sưu tầm rất là ok đấy các bác. Xây rất là đẹp luôn các bác nhé. Mã số 11 em đang giao lưu với giá là 2.300.000. 2.300.000 lên giúp em mã số 11 nhé. Mã số 11 2.300.000. Mặt trắng chảy tia, rất là đẹp. Kính nguyên zin, có dạm chút xíu đây, không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp đâu ạ. 2.300.000 lên giúp em mã số 11. Có ngay em chiếc mã số 12. Mã số 12 là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Denbena. Denbena là một thương hiệu rất là cổ các bác nhé. Được sản xuất những chiếc đồng hồ rất là độc và dị lạ. Size mặt là 32,5. Size mặt 32,5, các bác có thể nhìn thấy đây. Mặt chia hai lòng, đèn bao công. Chạy bộ máy có tay kiêm rốn, vỏ bọc vàng. Có thiết kế lộ cơ lộ máy các bác nhé. Lộ cơ lộ máy xuyên thủng xuyên thấu. Dây chun bọc vàng, được gắn các mảnh da siêu mỏng để tạo vẻ đẹp sang trọng. Kết hợp vào quả đồng hồ này thì thật sự các bác rất là hợp. Đó, các bác có thể nhìn thấy đây, một chiếc đồng hồ xuyên thấu xuyên thủng. Size 32,5. Lên tay không hề nhỏ các bác nhé. Các bác trợn chiếc đồng hồ cơ cổ rồi. Denbena Thụy Sĩ, có tay, độc dị lạ. Lên giúp em với mã số 13. À, mã số 12.
mã số 12 em đang giao lưu với giá là vẫn cứ là 2.300.000. Tất cả các bác cùng chơi nhá, 2.300.000. Vỏ bọc vàng, đáy thép inox, à quên, đáy meca trong suốt, thiết kế xuyên thấu, 2.300.000. Mã số 12. Có ngay một chiếc mã số 13 lại làm chiếc đồng hồ sưu tầm tiếp theo, mang thương hiệu Engin các bác nhá. Engin, vỏ bọc vàng lú nguyên zin nguyên bản, ở thiết kế hình lượn sóng này. Đó, hình lượn sóng. Mặt chiếc này thì còn sạch sẽ, đẹp đẽ. Chiếc này có size mặt là 24. Size ngang 24, size dọc cả càng sẽ là size 36 nhá. Vỏ bọc vàng, đáy thép inox, chạy bộ máy cót tay kim rốn lú nguyên zin có thương hiệu Engin. Mã số 13 em đang giao lưu với giá là 1.600.000. 1.600.000 mã số 13. 1.600.000 mã 13. Trong chiếc đồng hồ Engin đến từ Thụy Sĩ. Đa số chiếc đồng hồ Engin xưa là chiếc đồng hồ sản xuất tại Thụy Sĩ nhưng xuất sang Mỹ coi nhé, họ sẽ chuyển máy USA đấy ạ. 1.600.000 lên giúp em với mã số 13. Cơ cổ, cơ siêu tầm, cọc số học trò. Rất nhiều những chiếc đồng hồ mang tính chất siêu tầm, giá trị cao, giá trị về thời gian cao. Tiếp tục lại làm chiếc đồng hồ rất là độc dị lạ đấy ạ, mang thương hiệu Acrobone. Đó. Một chiếc đồng hồ mặt được đính, lại là đính 3 viên đá ruby cũng như là đính 2468 viên kim. Kim này chả biết là kim thiên nhiên hay là kim nhân tạo, nhưng mà là chiếc đồng hồ xưa. Kim này chắc là kim không đủ tuổi thôi các anh nhá. Em tạm thời gọi là đá thiên nhiên đi. Size ngang sẽ là size 24. Size dọc là 38 nhá. 24 x 38. Một chiếc đồng hồ với form thiết kế form tanh. Đó. Form tanh. Mặt cổ điển có tay kim rốn đang chạy rất là chuẩn giờ. Bọc vàng toàn thân 10k gold plate các bác nhá. Đó, 10k gold plate này. Siêu tầm, hàng siêu tầm. Chiếc này em đang giao lưu với giá là 2.200.000. 2.200.000 trong chiếc đồng hồ bọc toàn thân, một chiếc đồng hồ form tanh, một chiếc đồng hồ độc dị lạ. 2.200.000. Acropole, có tay kim rốn, mặt đính ruby, đính đá thiên nhiên. Tuổi đời lên đến 90 tuổi. Đó, ít nhất cũng phải 80 tuổi đổ lên thôi nhá. Đã thấy nó bọc vàng toàn thân. Đó. Vàng còn rất là đẹp, chưa có dấu hiệu mòn hay bong tróc gì đâu các bạn. Có những điểm rất ít và rất bé thôi. 2.200.000 lên giúp em với mã số 14 nhá. Mã số 14, 2.200.000, bọc toàn thân, tuyệt đẹp cho những ai chiếc, cho những ai thích chiếc đồng hồ sưu tầm. Tiếp theo em làm chiếc mã số 15. Mã số 15 làm chiếc đồng hồ mang thương hiệu One Time. Chiếc đồng hồ còn rất mới và đẹp, chạy bộ máy cót tay đến từ Thụy Sĩ. Chiếc này có size mặt là 33,5 quang nhá. Đó, One Time cót tay Thụy Sĩ, vỏ bọc vàng còn rất là mượt, mặt trắng trẻ tia, kết hợp các cọc số chẵn 2, 4, 6, 8, 10, 12. Với mã số 15 này thì bên em đang giao lưu với giá là 2.000.000 lên giúp em mã số 15. Lú nguyên zin nguyên bản, có thương hiệu logo thương hiệu. One Time, size 33,5, vỏ bọc vàng, đáy lốc, 2.000.000 lên giúp em với mã số 15 nhé. Tiếp theo em làm chiếc kính, một chiếc kính mông blanc đến từ Ý các anh nhá. Đó, gọng được thiết kế mạ vàng, của Ý, độ bền bảo hành tất cả các bác, độ bền. Đó,
bảo hành trách nhiệm tất cả các bác là độ bền. Đây, ngang kính từ cầu kính sẽ là 16 này. Kích thước của kính, của chuôi kính sẽ là 15 coi nhé. Đó, ngang kính sẽ là ngang. Ngang kính sẽ là 14,5. 14146 này. Được chưa? Một chiếc đồng hồ kính 3 mảnh mông bờ lăng. Các bác không thích chữ này các bác về xóa đi nhá. Được đấy ạ. Lấy cồn 70 độ là xóa hết đấy các bác nhá. Một chiếc kính mông bờ lăng vỏ à gọng mạ vàng. Chiếc này cũng còn nguyên hộp, nguyên sổ, nguyên thẻ các bác nhá. Với mã số kính em đang giao lưu với giá là 1.600.000. 1.600.000 lên giúp em với mã số kính nhá. Đó, còn nguyên thẻ và hộp nữa. Hộp em đang để bên ngoài để mất diện tích. 1.600.000. Kính mông bờ lăng đến từ Italy. Gọng này gọng đồi chui đồi mồi nhá. Gọng mạ vàng rất là đẹp. 1.600.000. Đó, cho con xem cận cảnh nhá. Một triệu sáu, mã số kính. Tiếp theo em nhận chiếc mã số 16 nhé. Mã số 16 là chiếc đồng hồ Orient. Chiếc đồng hồ Orient với phiên bản chính hãng, với phiên bản thiết kế Rolex coi nhé. Size mặt sẽ là size 37 ạ. Size mặt sẽ là size 37 này. Một chiếc đồng hồ Orient, mặt xanh cửu long, xanh coban. Chạy bộ máy cơ automatic, hàng chính hãng của Nhật. Đó, 3 kim, 2 ô click, liềng băm khía, rất là giống Rolex luôn các bạn. Form Rolex các bạn nhé. Dây hạt la, liềng băm khía, mặt màu xanh. Các cọc số đính các viên đá của hãng cho nên độ bền rất là bền. Che lúm cổ chai chống nước các bạn nhé. Chiếc này độ chịu nước còn rất là tốt đấy ạ. Đó, chiếc này với mã số 16. Mã số 16 em đang giao lưu với giá là 2 triệu lên cho em mã số 16 nhé. 2 triệu mã 16 ạ. 2 triệu mã 16. Orient đến từ Nhật. Dây còn nguyên mắt coi nhé. Dây nguyên mắt độ mới rất là mới. Độ mới lên đến 95%. Orient 2 triệu mặt xanh. Hai triệu lên cho em với mã số 16. Tiếp tục em làm chiếc mã số 17 nhé. Mã số 17 làm chiếc đồng hồ Zado 41G. Một chiếc đồng hồ Zado Greenhouse. Greenhouse là cá xanh coi nhá. Đó, Zado Greenhouse. Zado hai cá. Chạy bộ máy cơ auto với 41 chân kính, size ngang sẽ size 35. Ba kim có nô cửa lịch lú nguyên zin nguyên bản, vỏ còn độ mới còn rất là đẹp nhá. Vẫn đánh nguyên thớ xước này. Mặt zin có lên mụn theo năm tháng, theo tự nhiên, không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của em nó nhé. Một chiếc đồng hồ Zado Greenhouse, Zado cá xanh, em đang giao lưu với giá là 4.500.000. 41G coi nhá, 4.500.000. Đó, lú nguyên zin nguyên bản, 4.500.000 cho một chiếc đồng hồ 41G. Zado hai cá xanh. Vỏ Tevlog bền vĩnh cửu này. Các bác đeo là cứ sáng mãi thôi, không phải lo gì nhá. 4.500.000 lên cho em với mã số 17 nhá. Mã số 17, 4.500.000. Tiếp tục có em chiếc mã số 18. Mã số 18 là chiếc đồng hồ quân đội các bác nhá. Một chiếc đồng hồ quân đội
đến từ Pháp này các bác này. Đó, chạy bộ máy có tay, kim cọc dạ quang rất là sáng luôn. Kim cọc dạ quang nguyên zin nguyên bản nhé. Chiếc này sẽ đo cả vành sẽ là size 36 này. Đo cả vành size 36 nhé. Không vành nó chỉ rơi tầm 34 thôi, à 35. Đó, chiếc đồng hồ cơ cổ, một chiếc đồng hồ đến từ quân đội của Pháp nhé. Liền xoay được đấy ạ. Đó, kim nguyên zin nguyên bản. Các cọc số dạ quang rất là sáng. Dạ quang, nhiều dạ quang sẽ rất là bắt sáng. Size 35, 36. Một chiếc đồng hồ quân đội đến từ Pháp. Em đang giao lưu với giá là 2 triệu. 2 triệu lên cho em về mã số 18 nhé. Mã số 18, 2 triệu trong chiếc đồng hồ của Pháp mà quân đội World Pro coi nhá. Đó, 2 triệu lên cho em mã số 18. Tiếp tục có em chiếc mã số 19. Mã số 19 là chiếc đồng hồ Bulova. Size hơi khiêm tốn thì sẽ có giá rất nhỏ tất cả các bác thôi. Size mặt sẽ là size 31 nhá. Vỏ bọc vàng, đáy thép inox. Bulova đến từ Thụy Sĩ, có tay kim rốn. Em đang giao lưu với giá là 1.500.000. 1.500.000 lên giúp em về mã số 19 nhá. Mã số 19, 1.500.000. Mã số 19. Tiếp tục em lên chiếc mã số 20. 1.500.000 cho mã số 19 nhé. Thì tiếp tục làm chiếc mã số 20. Mang thương hiệu Solar các bác nhá. Mang thương hiệu Solar đó. Solar là mặt trời đấy ạ. Size mặt là 34. Vỏ bọc vàng, độ mới cực kỳ cao nhé các bác nhá. Độ mới cực kỳ cao. Mặt trải tia góc 6 giờ. Các bác có thể nhìn thấy mặt trải tia góc 6 giờ này. Đó, rất là lộ rõ, rất là đẹp. Một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cơ cổ, vỏ bọc vàng, mặt đẹp, mặt độc, mặt đẹp tinh khôi. Vỏ bọc vàng, đáy thép inox size 34. Sai đạt quá tiêu chuẩn chọn chiếc đồng hồ vintage nha các anh nhá. Đó, thì chiếc này về mã số 20 chốt phiên ngày hôm nay. Em đang giao lưu với giá là 2.200.000. 2.200.000 lên cho em mã số 20. Mã số 20 chốt phiên ngày hôm nay bằng chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Ánh sáng mặt trời, chiếc đồng hồ rất là đẹp, chiếc đồng hồ rất là ý nghĩa. Mặt trải tia góc 3 giờ, à góc 6 giờ. Góc 6 giờ tỏa lên hướng mặt trời nhá các bác nhá. Được chưa ạ? 2.200.000 lên giao mã số 20. Bây giờ em xin phép dừng video tại đây, hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo của Văn Đức Duy đồng hồ cổ. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh để được theo dõi những video mới nhất của shop. Bây giờ xin phép xuống video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.